Xin chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ có một cái tốt cực kỳ ngắn và cực kỳ đơn giản để dành cho những bạn mà mới bắt đầu nhập môn vào màu nước. Thì ở trong cái clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện một bài vẽ những chiếc lá cực kỳ đơn giản bằng giấy Dabi Aquafat và màu Pentel nhé. Chúng ta cùng bắt đầu nha. Ở trong hộp màu Pentel này thì có các cái tông màu vàng và các tông màu xanh chúng ta có thể sử dụng để tô lá. Ví dụ như ở đây có hai tông màu xanh, thì nếu mà bạn nào thích cái độ tươi của màu thì các bạn có thể sử dụng. Tuy nhiên thì đối với cá nhân mình thì mình thường hay trộn lẫn và pha cái màu xanh theo cái sở thích riêng của mình. Ví dụ như là cái tông màu mình hay sử dụng nhất đó là mình sử dụng màu vàng. Đây. Và Prussian Blue ở đây. Để pha nhiều các cái ô vàng khác nhau. Và với mỗi một ô này chúng ta sẽ cho cái lượng màu xanh khác nhau. Khi mà chúng ta pha chúng ta sẽ có được cái sự linh động trong các cái sắc độ nhiều hơn. Ở phía trên thì các bạn có thể sử dụng cái màu xanh nhạt này. Dùng cái đầu hút để chúng ta kéo những cái mảng nước đi xuống phía dưới để làm sao cho cái phần bề mặt của chúng ta nó không bị ọng nước quá. Với một số loại giấy khi các bạn để cái phần bề mặt mà nó bị quá ướt ấy, thì nó sẽ dễ tình trạng là để lại cái tình trạng là sau khi màu khô thì nó sẽ thành cái đường viền ở xung quanh. Đây cũng là một cái mà rất là hay gặp phải khi mà mới bắt đầu. Ngoài ra ví dụ như là với những cái lá mà các bạn muốn tạo cái độ hơi úa úa chẳng hạn thì các bạn có thể sử dụng màu này nhé, sử dụng màu vàng đất để chúng ta có thể pha. Bạn hãy làm cho nó tự nhiên nhất có thể nhé. Các bạn có thể sử dụng bút đầu nhỏ để các bạn đi những cái đường gân này nhé. Cũng giống như ở cái phần thân ấy, thì cái đường gân này chúng ta cũng chú ý là chúng ta đừng đi một đường thẳng đậm rõ nét từ trên xuống dưới. Chúng ta có thể nhấn đậm ở phía cuối này và ở phía trên thì chúng ta đi nó nhẹ nhẹ thôi. Vậy là mình đã vừa hướng dẫn các bạn vẽ những chiếc lá rất là đơn giản từ những họa cụ mà các bạn có thể dễ dàng tìm mua ở trên thị trường hiện nay. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ mình. Rất hy vọng gặp lại các bạn ở trong các clip tiếp theo của mình nhé. Tạm biệt các bạn.